Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 44 thấu kính phân kỳ nhé các em. Trước tiên mình sẽ đi vào cái phần 1 ra mã đặc điểm của thấu kính phân kỳ. Số 1 nhỏ là đặc điểm. Để tìm hiểu về thấu kính phân kỳ thì chúng ta sẽ nhắc lại cái đặc điểm của thấu kính hệ tụ mà chúng ta đã học ở bài trước rồi. Thì thấu kính hệ tụ được làm bằng vật liệu trong suốt có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Rồi các em hãy cho biết trong những hình ở dưới đây hình nào là thấu kính hệ tụ. Thì phía dưới cô có 6 cái hình. Rồi mình lựa ra coi hình nào là thấu kính hệ tụ. Thì theo đặc điểm của thấu kính hệ tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Thì hình A, hình B và hình G là thấu kính hệ tụ. Vậy thì các hình còn lại là hình C, hình D và hình E là thấu kính phân kỳ. Người ta kêu mình hãy dựa vào đây để nêu đặc điểm của thấu kính phân kỳ. Thì mấy em thấy đặc điểm của nó ngược lại với thấu kính hệ tụ, là lúc này nó có cái phần rìa dày hơn phần giữa. Đây, đặc điểm của thấu kính phân kỳ ra đây. Thấu kính phân kỳ được làm bằng vật liệu trong suốt có phần rìa ngoài dày hơn phần giữa. Này, cái phần rìa ở ngoài này nha, dày hơn phần giữa, ở giữa thì nó sẽ lõm vào. Rồi các em ghi nội dung này vào và mấy em vẽ luôn ba cái hình này vào luôn. Chúng ta sang cái số 2 nhỏ là thí nghiệm. Để làm cái thí nghiệm về thấu kính phân kỳ này thì cô có một cái nguồn sáng có 3 tia sáng và có cái hai cái hộp này để chứa khối. Giống như vậy thấu kính hệ tụ cô đã nói đó. Chứa khối nghĩa là nếu như mà làm thực tế ở ngoài thì cô sẽ đốt một cái cây nhang để cho nó có khối. Khối đằng chi khi mà mình chiếu cái tia sáng, cái tia laser đó, chúng ta dễ quan sát. Rồi bây giờ các em nhìn về cái sách giáo khoa và mấy em đọc, tự đọc lại cái nội dung thí nghiệm trong sách giáo khoa để mình hiểu được vấn đề. Cô sẽ đọc lại ha. Bố trí thí nghiệm như hình 44.1, trong đó chiếu một chùm sáng tới song song theo vuông góc với mặt của thấu kính phân kỳ. Câu C3. Chùm tia ló có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu kính phân kỳ? Rồi bây giờ các em hãy quan sát thí nghiệm. Tôi sẽ chiếu một chùm tia sáng đến thấu kính phân kỳ. Chùm tia sáng này là 3 tia sáng song song. Rồi cho kết quả đây. Thì mấy em qua thí nghiệm thì mấy em quan sát được khi chiếu một chùm tia sáng song song đến thấu kính phân kỳ thì sẽ cho chùm tia ló phân kỳ ra. Cho nên người ta gọi đây là thấu kính phân kỳ. Nó le rộng ra đó, và bên toán học người ta gọi đây là chùm tia phân kỳ. Vậy là mình hiểu được kết quả thí nghiệm này ha. Rồi mấy em ghi nội dung này vào. Chùm tia tới song song cho chùm tia ló phân kỳ nên ta gọi thấu kính là thấu kính phân kỳ.
Rồi mấy em cũng giả cái ký hiệu của thấu kính phân kỳ vô giùm cô luôn. Nên để ý hai cái đầu này nó sẽ ngược với thấu kính hội tụ. Với hội tụ là hai cái đầu này nó sẽ úp vô cái đoạn thẳng chính giữa, đầu nhọn đưa ra. Còn thấu kính phân kỳ là cái đầu nhọn đưa vô và hai cái nhánh này nó sẽ đưa ra, nó ngược lại với thấu kính hội tụ. Hai la mã là trục chính quan tâm, tiêu điểm và tiêu cự. Thì tương tự như thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ cũng có trục chính quan tâm, tiêu điểm và tiêu cự. Thì những cái yếu tố này nó cũng tương tự như thấu kính hội tụ, cho nên cô sẽ giảng nhanh qua cái phần này chứ không có cần phải đi chi tiết như trong sách giáo khoa. Đầu kia tiên cô có cái thấu kính phân kỳ. Rồi trong ba tia sáng mà đến thấu kính phân kỳ trong cái thí nghiệm mình làm lúc nãy đó, thì có một tia thính giữa đi qua thấu kính đến thấu kính và truyền thẳng không bị đổi hướng, thì cái tia này nó trùng với trục trùng của một đường thẳng được gọi là trục chính của thấu kính, và đây cũng đặt đây là trục chính của thấu kính phân kỳ luôn. Trục chính thì được ký hiệu là delta, cũng giống như thấu kính hội tụ hết nha, em tự ký hiệu vô giùm cô luôn. Thứ hai là quan tâm. Trục chính của thấu kính này là nó đi qua thấu kính, cái dương góc thấu kính tại một điểm, mà cái điểm này thì mọi tia sáng đến đây đều cho tia đó truyền thẳng, nên người ta gọi đây là quan tâm của thấu kính phân kỳ. Quan tâm thì ký hiệu là O đó em, mà bên hình học đã gọi là O đó, thì em tự ký hiệu vô. Rồi tiếp theo, khi chiếu một chùm sáng tới song song đến thấu kính phân kỳ thì sẽ cho chùm tia ló phân kỳ, và nếu như mình kéo dài cái chùm tia ló này theo cái chiều ngược lại thì nó sẽ gặp nhau tại một điểm trên trục chính, và điểm này người ta gọi là tiêu điểm. Mỗi thấu kính phân kỳ đều có hai tiêu điểm nằm đối xứng với nhau qua quan tâm F và F', hai cái F và F'. Rồi cái khoảng cách mà từ quan tâm đến tiêu điểm người ta gọi là tiêu cự, vì có hai tiêu điểm cho nên mình sẽ có hai tiêu cự. Rồi. Vậy là cái phần này mấy em nắm rồi ha, cái phần này là chúng ta đã biết ở tiết trước về bài thấu kính hội tụ hết rồi, bây giờ cô chỉ cần nhắc lại thôi. Bây giờ chúng ta sang cái phần chú ý, phần này là cái nội dung quan trọng trong cái bài học hôm nay. Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kỳ, chúng ta phải nắm được hai tia sáng đặc biệt này để làm bài tập. Rồi thứ nhất là tia tới song song với trục chính nè, thì tia ló có cái đường kéo dài đi qua tiêu điểm. Rồi nghĩa là mấy em khi sau khi đặt thước kẻ song song đến thấu kính chạm vào đây thì mấy em đặt cái thước, mấy em nối giữa cái điểm này với lại cái tiêu điểm thì mấy em sẽ vẽ được cái tia ló này. Tia thứ hai là tia tới đến quan tâm, tia tới này đến quan tâm là đúng không? Thì tia ló tiếp tục truyền thẳng. Và cái này là dễ nhất. Rồi mấy em ghi nội dung này vô dùm cô.
vẽ hình vô luôn nha các em. Rồi mấy em ký hiệu đầy đủ như dùng cô luôn, trục chính là delta luôn. Chúng ta sang cái phần ba la mã vận dụng. Cái câu C7 là nó trùng với cái chú ý rồi đó các em. Vậy thì mấy em có thể vẽ lại ngoài nháp cái câu C7 trong sách giáo khoa và áp dụng hai cái đường truyền của tia sáng đặc biệt đến ống kính phân kỳ để chúng ta hoàn thành câu C7. Rồi bây giờ đến câu C8. Nếu như em có một kính cận thị đó, thì làm thế nào để biết đó là một thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kỳ? Thì cái phần này là chúng ta đã học rồi, bây giờ mình chỉ cần dùng cái kiến thức để giải kiến thức trường mới học để giải thích câu này thôi. Kính cận là thấu kính phân kỳ có thể nhận biết bằng cách, thứ nhất là về hình dáng. Hình dáng thì có phần rìa của thấu kính dày hơn phần giữa, đó là thấu kính phân kỳ ha. Nghe về tính chất, đặt dòng chữ gần kính, nhìn qua kính thấy dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn trực tiếp, thì thấu kính đó là thấu kính phân kỳ. Em cũng ghi cái câu này vô dùng cô luôn. Rồi chúng ta sang cái câu tiếp theo, câu 9. Câu 9 là người ta kêu mình trả lời câu hỏi ở đầu bài là phân biệt giữa thấu kính hội tụ với lại thấu kính phân kỳ đó. Phân biệt là nêu lên cái sự khác nhau đó các em. Thứ nhất là về hình dáng, thì thấu kính hội tụ nó có phần rìa mỏng, còn thấu kính phân kỳ có phần rìa dày. Cái thứ hai là về tính chất đường truyền. Nếu như mà chiếu chùm tia tới song song với trục chính đến hai cái thấu kính này thì cho kết quả là thấu kính và hội tụ, thì cho cái chùm tia đó hội tụ tại một điểm. Còn thấu kính phân kỳ thì cho chùm tia đó phân kỳ ra. Rồi cái ý tiếp theo nữa là chúng ta sẽ dựa vào là đặt nó lên dòng chữ, đặt hai kính này vào cái dòng chữ. Đối với thấu kính hội tụ thì nó sẽ nhìn qua kính chúng ta sẽ thấy chữ to hơn thực tế, còn đối với thấu kính phân kỳ nhìn vô kính thì chúng ta thấy cái chữ đó nó nhỏ hơn thực tế. Mấy em ghi cái này vào giùm cô luôn. Rồi chúng ta sang cái phần có thể em chưa biết. Thì cái đá chai thủy tinh hoặc là chai nước lọc của mình đó mấy em có hình lõm, vì vậy mà đổ một ít nước vào đá chai thì đó cái đá chai và nước sẽ tạo thành một cái thấu kính phân kỳ. Và cách làm như thế nào thì để dễ quan sát, mấy em sẽ dùng cái chai nhựa, mấy em cắt theo chiều ngang mà cái phần gần cái đáy chai đó, sau đó mấy em đổ một ít nước vào cái chai này và đặt nó lên một tờ báo hoặc là tờ nào mà miếng giấy nó có chữ đó, thì nhìn từ trên xuống ta thấy hình ảnh các dòng chữ đó sẽ nhỏ đi, tại vì đây là thấu kính phân kỳ mà. Rồi công việc về nhà của chúng ta là học thuộc cái bài này, những chỗ nào mà cô bắt buộc ghi đó, và xem trước bài 45 ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ và tìm hiểu cái ứng dụng của thấu kính phân kỳ trong đời sống. Bài học hôm nay đến đây đã kết thúc nha các em. Rồi hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.